Thưa quý vị, nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với tình trạng thiếu điện, đặc biệt là ở các nước có nền công nghiệp phát triển. Cuộc chiến tiết kiệm điện vốn chỉ xuất hiện ở các nước kém phát triển nay lại đang diễn ra ở cả các nơi mà người dân vốn không cần phải lo lắng về điện. Trong suốt nhiều thập kỷ qua, cuộc sống càng hiện đại thì lại càng hại điện, công nghệ càng cao lại càng ngốn điện. Theo cơ quan năng lượng quốc tế IEA thì lượng điện sử dụng tại các trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới vào năm 2026 sẽ tương đương với lượng điện mà cả nước Nhật Bản sử dụng. Trong một năm, tức là khoảng 939 terawatt giờ Bên cạnh đó thì kỷ nguyên xe điện Một trong những lĩnh vực cạnh tranh giữa các quốc gia hiện nay Cũng là một trong những nguyên nhân gây tốn điện hơn Dự báo đến năm 2040 thì lượng điện tiêu thụ Cho các dòng xe điện được bán ra hàng năm trên thế giới Sẽ tăng lên mức là cần phải vận hành tới 40 nhà máy điện hạt nhân 1 gigawatt mới đủ để cung cấp Tại Mỹ thì một chiếc xe điện được tính toán Là ngốn khoảng một nửa lượng điện tiêu thụ của một hộ gia đình À một khi kỷ nguyên xe ô tô điện toàn cầu được mở ra thì chắc chắn đến thời điểm đó nhu cầu về lượng điện sẽ tăng mạnh hơn nữa. Và thiếu điện sẽ là khi mà các công ty công nghệ lớn tìm cách mở rộng cơ sở, chuyển sang những khu vực như là Trung Đông, Đông Nam Á để có những nguồn điện tương đối tốt hơn. Theo báo cáo của Tổ chức Quan sát Năng lượng Toàn cầu, hồi đầu năm nay thì công suất năng lượng điện mặt trời và gió tại khu vực ASEAN đã tăng 20%. Trong năm 2023, nâng tổng số lên 28 gigawatt Tuy nhiên, với nhu cầu phát triển lĩnh vực AI ngày càng tăng, thì các ngành công nghệ này sẽ có thể tranh giành lượng điện tiêu thụ của người dân. Vâng, như quý vị cũng thấy là chủ trương tiết kiệm điện và sử dụng điện như thế nào cho hiệu quả không chỉ là đối với lĩnh vực dân sinh mà ngay cả trong phát triển công nghệ thì cũng cần có kế hoạch. Và để phân tích kỹ hơn về vấn đề này thì xin mời bên tập viên Anh Quang sẽ tiếp tục bình luận trong phần câu chuyện quốc tế ngày hôm nay. Xin mời anh. À, vâng xin chào anh mạnh cường cũng như là xin chào quý vị khán giả à, quý vị thì cũng có thể thấy rằng đó là công nghệ dù hiện đại đến đâu thì nếu không có điện thì cũng không thể phát huy được thế mạnh của nó à, để tôi có thể uh, lấy một cái ví dụ uh, đơn giản như thế này ạ à, chiếc điện thoại thông minh mà quý vị uh, đang sử dụng độ phân giải màn hình càng cao à, càng có nhiều tính năng thì sẽ càng muốn pin so với những chiếc điện thoại chỉ nghe gọi hay là chúng ta hay gọi vui là điện thoại uh, cục khách trước đây à, và nếu mà chiếc điện thoại này chiếc điện thoại thông minh của quý vị hết pin thì uh, nó cũng sẽ trở thành cục gạch, theo đúng nghĩa đen mà thôi. À, vậy các loại năng lượng tái tạo có bổ sung được nguồn điện hiện có hay không? Câu trả lời có thể thấy tại Đức. Quốc gia hiện đang đi đầu trong việc coi năng lượng xanh là một trong những mục tiêu phát triển bền vững. Đức đang đặt mục tiêu là đến năm 2030 thì năng lượng tái tạo chiếm 80% lượng điện của quốc gia này. Nhưng ít ai ngờ rằng với cơ cấu năng lượng như vậy thì rất có thể nước Đức sẽ vẫn có lúc bị mất điện trên diện rộng vâng như vậy có thể thấy là nhiều quốc gia ở trên thế giới đang đẩy mạnh năng lượng xanh nhưng mà tôi nghĩ là cũng khó để mà có thể đảm bảo đủ nguồn điện để mà phát triển những ngành công nghệ hiện đại ví dụ như là ai chẳng hạn đúng không ạ chính xác như vậy để vận hành được công nghệ trí tuệ nhân tạo thì trên thực tế thì đòi hỏi là rất nhiều những cái trung tâm lưu trữ dữ liệu khổng lồ mà những trung tâm này thì lại ngốn điện vô cùng nhiều hơn rất nhiều so với lượng điện tiêu thụ tại khu vực dân sinh và mỹ là một trong những quốc gia đi đầu trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo AI và chúng ta hãy cùng kết nối với phóng viên Tuấn Trung thường trú đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ để có thể trao đổi về những kinh nghiệm của quốc gia này ạ. À, xin chào anh Tuấn Trung ạ. À, việc xây dựng các trung tâm dữ liệu sử dụng trí tuệ nhân tạo khiến cho nhu cầu năng lượng cũng đã tăng cao kỷ lục rồi. Vậy Mỹ có những đề xuất gì để có thể cải tổ, tổ được hệ thống lưới điện trước nhu cầu sử dụng điện cũng như là thời tiết khắc nghiệt hiện nay hiện nay ạ? Vâng, có thể nói là Mỹ đang tích cực để giải quyết vấn đề này ở nhiều cấp độ khác nhau. Theo đó thì mới đây Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang của Mỹ, một tổ chức độc lập, đã ban hành quy định nhằm buộc các bang và chủ thể liên quan phải hợp tác để phê duyệt các cái dự án truyền tải mới, qua đó nâng cấp được cái lưới điện đáp ứng với nhu cầu ngày càng cao của tình hình hiện nay. Trước đây thì do những cái quy định ràng buộc rồi là bất đồng trong việc phân chia quyền lợi rồi chi phí giữa các địa phương phương cũng như là giữa các vùng miền Khiến là hàng loạt các cái dự án điện với sản lượng ước tính lên khoảng 2.600 gigawatt phải chờ được kết nối với lưới điện à, Rộng hơn thì bộ năng lượng của Mỹ đang đẩy nhanh việc cấp phép mở rộng truyền tải Cũng như là họ lên kế hoạch để nâng cấp tới 100.000 dặm đường truyền tải trong vòng 5 năm tới nhằm chuyển đổi năng lượng xanh và đảm bảo cái độ bền vững của hệ thống lưới điện trước thời tiết cực đoan. Ở góc độ môi trường thì Thượng viện Mỹ cũng đang xem xét một dự luật nhằm giảm thiểu tác động tác hại đến môi trường của trí tuệ nhân tạo. Dự luật này bố các cơ quan hữu trách phải đánh giá toàn diện về tác động môi trường của AI cũng như là xây dựng được bộ tiêu chuẩn đo lường và hệ thống báo cáo tự nguyện nhằm tăng cường cái tính minh bạch và từ đó làm cơ sở cho hành lang pháp lý liên quan. Xin mời trường quay. À, xin cảm ơn những thông tin từ anh Tuấn Trung. À, xin được nhấn mạnh là hiện có 2.562 trung tâm dữ liệu ở Mỹ chiếm tới 38% tổng số trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới và các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu hiện nay thì tiêu tốn lượng điện năng lên tới 460 terawatt tức là tương đương 2% lượng điện tiêu thụ trên toàn cầu, à, nhưng không chỉ ở Mỹ đâu mà nhiều quốc gia khác thì đã đưa ra những giải pháp để có thể hạn chế sử dụng điện năng ở các trung tâm dữ liệu này. Năm 2022 thì lực lượng đặc nhiệm về trung tâm dữ liệu đã được thành lập tại London Anh để xem xét kỹ lưỡng việc cấp phép xây dựng mới cho các trung tâm dữ liệu ở nước này. Còn năm 2022 ở Singapore thì cũng đã dỡ bỏ lệnh cấm xây dựng các trung tâm dữ liệu mới. À, tuy nhiên thì các trung tâm này nếu muốn được cấp phép trở lại thì phải vượt qua được các bài sát hạch về tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng vâng có thể thấy là với tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay khi mà nắng nóng rồi hạn hán xuất hiện nhiều ấy thì cái nhu cầu sử dụng điện cho người dân cũng rất là cao trong đó cả tôi và anh Anh Quang cũng như vậy à, tôi nghĩ là chuyện cân bằng cũng rất là quan trọng làm sao để mà những ngành sản xuất không muốn quá nhiều điện phải không ạ vâng chính xác từ cân bằng ở đây là rất chính xác đấy ạ à. giải pháp mà nhiều quốc gia đang tiến tới hiện nay đó là phải chọn lọc các công nghệ của kỷ nguyên 4.0 một cách bền vững làm sao để không muốn quá nhiều năng lượng và quan trọng nữa là phát triển các cơ sở tích trữ năng lượng xanh hiệu quả để tránh tình trạng đó là ăn bữa nay lo bữa mai. Và xin cảm ơn anh anh Quang với câu chuyện quốc tế ngày hôm nay.